món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị và chị Thanh thân mến, ngày hôm nay lại là một ngày cuối tuần rồi và chắc chắn là quý vị cũng đang rất háo hức cùng với Minh Châu tham gia chương trình món ngon mỗi ngày đúng không ạ? Và sẽ cùng nhau chia sẻ một món ngon mới lạ nhân dịp cuối tuần nữa. Để có món ngon mới lạ đó thì chắc là chị Thanh phải giúp cho quý vị khán giả và Minh Châu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có món gì ạ? Món ăn hôm nay sẽ là một món bánh được làm từ nguyên liệu là cá hồi. Hy vọng sẽ giúp cho quý vị và Minh Châu có thêm một món ăn mới và rất là ngon nữa. Hấp dẫn đây, cá hồi tươi ngon là một loại thực phẩm mà em vô cùng yêu thích. Kết hợp với tài năng của chị Thanh nữa thì chắc là món ăn hôm nay sẽ hấp dẫn lắm. Cảm ơn Minh Châu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ngon mới lạ trong buffet mùa hè. Đó là món bánh cuốn nhân cá hồi. Để thực hiện món ăn này, các bạn cần chuẩn bị 150g phi lê cá hồi, bánh ướt tròn loại lớn, giá trần, xà lách và rau thơm thái nhỏ, nấm mèo, hành tây, hành tím băm, tỏi băm, ớt băm, nước cốt chanh, hành phi, nước dừa tươi, một số gia vị thông thường và không thể thiếu hạt nêm Aji ngon. Phần phi lê cá hồi các bạn mua về với khổ lớn như thế này, các bạn thái làm hai. Thái dọc làm hai ạ? Xong rồi. Các bạn sẽ ướp vào đây một muỗng cà phê nhỏ hạt nêm Aji ngon, 1/3 muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê nước mắm. Các bạn để cho phần cá này thấm khoảng 5 phút. Trong khi chờ cho cá thấm thì chúng ta chuẩn bị đó là phần hành tây, các bạn thái mỏng. Bây giờ đến phần chúng ta chiên sơ cá. Các bạn không dùng dầu nhiều lắm. Dầu nóng rồi, chúng ta sẽ chiên cá. Chúng ta sẽ chiên với lửa vừa và các bạn nhớ là không cần nhiều dầu lắm đâu. Rồi chúng ta lật lại. Mà cá hồi á, em thấy nó có từng sớ như vậy nè chị. Cho nên là khi mà mình làm chín nó xong thì rất là dễ tách những cái sớ đó ra. Đúng vậy. Khi cá chín rồi các bạn gắp cá ra dĩa. Các bạn sẽ dùng một cái nĩa và tách cá thành những miếng nhỏ. Chị Thanh ơi, mình có cần phải tách cho nó nhỏ, thật là nhỏ ra không chị? Thông thường với các cái loại bánh cuốn mà thịt thì chúng ta dùng thịt băm nhỏ. Nhưng mà riêng món cá hồi thì các bạn nhớ không làm cá bị nát quá, để cho khi ăn còn thấy được cái vị đặc trưng của cá hồi. Dạ em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ nha, khi mà chúng ta tách cá, quý vị đừng tách nát quá, như vậy sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon của cá hồi ạ. Rồi. Xong. Tiếp theo đây là phần đặc biệt của món bánh hôm nay đó Minh Châu. Các bạn lại cho tiếp một ít dầu vào. Khi dầu nóng thì các bạn cho khoảng một muỗng cà phê hành tím băm. Chúng ta xào cho hành tím thơm. Chúng ta cho tiếp phần hành tây vào. Tiếp theo các bạn cho nấm mèo đã thái sợi vào. Cho phần cá hồi vào. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê đường, một ít tiêu. Và cuối cùng các bạn cho vào một muỗng canh hành phi vào và tắt bếp liền. Đố Minh Châu là tại sao? Chắc là để hành phi không bị mất mùi thơm ạ? Đúng vậy, và còn giúp cho nhân của bánh được giòn hơn nữa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho hành phi vào giai đoạn cuối cùng của món ăn để giúp cho nhân giữ được độ giòn và tăng thêm mùi thơm. Và bây giờ thì tôi sẽ làm một công đoạn quan trọng, đó là chúng ta sẽ pha nước chấm. Khi chúng ta pha nước chấm với nước dừa tươi, món nước chấm sẽ có một cái hương vị rất là dịu, ngọt và rất là đặc biệt. Hòa nước dừa này với 3 muỗng canh đường. Các bạn khuấy cho đường thật tan và sau đó các bạn cho tiếp 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước cốt chanh, nửa muỗng canh ớt băm và nửa muỗng canh tỏi băm. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuốn. Các bạn dùng khoảng 1 cọng ngon, 1 ít nhân. Gấp 2 mép lại. Đúng vậy, rồi lại cuốn. Wow, chị Thanh thật là khéo tay đó, rất là đẹp. Như vậy là phần bánh cuốn nhân cá hồi đã được cuốn hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xếp bánh cuốn lên những phần rau mà chúng ta chuẩn bị. Phần giá trần, phần xà lách mà chúng ta thái sợi và phần rau thơm thái nhỏ. Sau đó các bạn để phần bánh cuốn mà đã được cuốn lên. Một cuốn nè, hai nè. À, nhìn cái cuốn cá hồi hấp dẫn quá. Cuối cùng các bạn chế phần nước mắm chua ngọt lên trên bánh. Rồi. Một ít ớt mà chúng ta thái sợi nhỏ để lên từng miếng bánh cho đẹp. Bây giờ chị sẽ mời Minh Châu thử một cuốn bánh. Chị cũng rưới nhẹ một tí nước chấm lên cho Minh Châu. Và chị mời Minh Châu thưởng thức nha. Em cảm ơn chị Thanh ạ.
để em khám phá cái phần nhân bên trong nha. Quý vị khán giả thân mến, phần nhân bên trong nè, không những có màu hồng hồng của phần cá hồi nè, có phần nâu nâu của phần nấm mèo, có màu xanh của ngò nè, và có màu trắng trắng của hành tây nữa. Một món ăn nhiều màu sắc như thế này thì chắc chắn sẽ rất ngon. Ngon quá à. Bây giờ em nói cảm nhận của em về món ăn này đi. Món ăn này quả thật là rất đặc biệt. Em chưa bao giờ ăn một món cuốn nào mà lại có cái hương vị như vậy cả. Chúng ta có thể cảm nhận được độ giòn của nấm mèo nè, mùi thơm đậm đà của cá hồi nè. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên là phần bánh cuốn mềm dẻo bên ngoài cũng tạo nên một sự hoàn hảo cho món ăn. Và chị Thanh có biết không, chính cái phần nước mắm nước dừa tươi của chị Thanh đó đã làm cho em cảm thấy là khẩu vị của mình được kích thích lên rất là nhiều. Biết về mùa hè. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chỉ trong tích tắc chúng ta đã hoàn tất món ngon ngày hôm nay. Đó chính là món bánh cuốn nhân cá hồi. Hy vọng rằng cùng với món ăn này, quý vị sẽ có những giây phút thật ấm áp bên những người thân yêu của mình. Chắc chắn những người thân của quý vị sẽ hài lòng vì đây là một món ăn rất ngon. Và nếu như quý vị đã thực hiện thành công thì hãy gửi thư về thông báo với chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.